Ngày 27 tháng 8, Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm huyện Đông Anh và Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới tại Đông Anh, Hà Nội, sản xuất pate Minh Chay. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 lỗi vi phạm của công ty này là người sản xuất tiếp xúc với thực phẩm mà không đeo khẩu trang, sử dụng dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy, nguyên liệu sản xuất là hàng hóa có nhãn ghi không đầy đủ thông tin hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc. Cùng ngày, Cục Quản lý Thị trường đã chuyển hồ sơ cho Công an Hà Nội. Ông Nguyễn Minh Hùng cho biết thêm, ngay sau khi nhận được văn bản của Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Bộ Y tế, ngày 20 tháng 8, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Hà Nội phối hợp với đội 9 Quản lý Thị trường đi cùng để kiểm tra. Trước đó, ngày 15 tháng 7, Cục Quản lý Thị trường đã làm việc với công ty này và yêu cầu ký kết không sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Bắt đầu hoạt động thì cho từ ngày 1 tháng 7 cho đến thời điểm phát hiện thì công ty thực phẩm hai viên Lối Sống Mới có đưa ra thị trường khoảng trên 10.000 sản phẩm là thực phẩm chay trên thị trường với phương thức là gì? Là báo cáo các đồng chí là công ty bán online. Đại diện Cục Quản lý Thị trường Hà Nội thông tin thêm, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới tại Đông Anh, Hà Nội được thành lập năm 2018. Năm 2020 mới được cấp phép hoạt động, nhưng vì dịch COVID-19 nên đến tháng 7 năm 2020 mới bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên, do sản xuất nhỏ lẻ, không cửa hàng, không đại lý phân phối mà chỉ bán hàng online, bán qua mạng. Do dịch COVID-19 nên sản xuất cầm chừng, mặt hàng chưa đưa vào lưu thông nên quản lý thị trường không có thẩm quyền kiểm tra. Việc cấp phép là do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Doanh nghiệp mô hình gia đình thì do chính quyền địa phương quản lý. Ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, sau vụ việc, các cơ quan ban ngành Hà Nội đã thiết lập đường dây nóng để thu hồi sản phẩm. Thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân 30 quận huyện đồng loạt kiểm tra các cửa hàng, trung tâm siêu thị, chợ, chủ yếu là cửa hàng chay và rà soát được 126 cơ sở. Lãnh đạo thành phố Hà Nội, các sở, các cơ quan, các ban ngành có trách nhiệm thì đều rất là tích cực. Thế tuy nhiên thì chúng ta cũng phải thấy là để chúng ta đưa ra một cái kết luận đánh giá cho nó đầy đủ thì theo các vị là không dễ một tí nào, cần thiết phải có thời gian, cần thiết phải có những cái gọi là đã đưa ra như vậy. Bởi vì tại sao? Nếu anh không cẩn thận thì như các nhà báo đã biết là thông tin mà nó chưa chuẩn, nó chưa chính xác, đánh giá nó chưa đúng bản chất vấn đề thì có khi chúng ta không những không đem lại những cái yếu tố tích cực trong xã hội, không động viên được doanh nghiệp trong cái lúc khó khăn như thế này thì có khi chúng ta lại mất đi một cái doanh nghiệp đó. Và doanh nghiệp hiện nay làm việc, làm ăn thì đang rất là khó khăn. Hiện Hà Nội đã tạm dừng cấp giấy phép, thu hồi 141 sản phẩm của công ty này tại Hà Nội, bàn giao 35 sản phẩm cho Công an Hà Nội để phục vụ điều tra, đồng thời liên hệ được 1.900 khách hàng, còn 142 khách hàng chưa liên lạc được. Thành phố cũng đã phối hợp với các tỉnh thành để thu hồi, ứng phó những trường hợp bị ngộ độc. Hiện Hà Nội có 2 trường hợp bị ngộ độc, sức khỏe đang tốt lên.